Tử vi tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, năm 2021, Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Tân Mùi là những người thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và có khả năng phân tích nhạy bén. Người sinh năm Tân Mùi thường là người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. Vì vậy, tuổi Mùi mệnh thổ được mọi người xung quanh yêu quý. Hơn nữa, họ luôn giúp đỡ những người có số phận bất hạnh bằng sự nhân hậu, tốt bụng của mình. Những người này mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc. Một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ cố gắng chinh phục bằng được. Tuổi Tân Mùi thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Sang năm 2021 Tân Sửu, mọi phương diện cuộc sống của người Tân Mùi đều xấu do phạm phải xung thái tuế. Vừa thoát khỏi hại thái tuế trong năm 2020 và dịch bệnh thì lại gặp phải thái tuế, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dưa. Trong năm vừa qua gặp phải hung tinh, vừa có tiểu nhân quấy phá, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Tân Mùi sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Tân Mùi có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Mùi trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Mùi phạm thái tuế, sự nghiệp, tài vận và tình cảm, sức khỏe, mọi thứ trong năm đều không phát triển. Bước vào năm 2021, người tuổi Mùi sinh năm 1991 đã 30 tuổi, chịu vận xung thái tuế nên nhiều chuyện không thuận lợi. Hãy thận trọng trong mọi việc. Năm nay, tình cảm của bạn cũng không được tốt. Thậm chí, bạn có thể bị bạn bè mình lợi dụng làm những việc gây tổn thương đến bản thân. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Mùi sẽ phải trải qua trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Mùi qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mùi, nam mạng gặp vận hạn. Vì một số chuyện nhỏ mà bạn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc sếp, ngay cả khi bạn đã cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, vẫn sẽ có những sai lầm rõ ràng ở một số chỗ, không nên làm sai sẽ mang lại thiệt hại lớn về kinh tế cho cá nhân và công ty. Nhớ điều chỉnh tâm lý làm việc, vững vàng tiến bước và không được lăn tăn. Khi thực hiện công việc, đừng mù quáng theo đuổi tốc độ hay làm việc chăm chỉ, mà hãy đảm bảo rằng mọi việc sẽ được hoàn thành xuất sắc. Còn đối với nữ tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, sẽ mắc phải một số sai lầm thường xuyên trong công việc. Trên thực tế thì hoàn toàn có thể tránh được những sai lầm này. Phần lớn là do bất cẩn gây ra, tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng sẽ bị mất chức hoặc bị giảm lương. Trong năm nay, vì một chút tò mò, cô gái tuổi Mùi có thể bàn tán chuyện đúng sai của đồng nghiệp sau lưng. Điều này sẽ gây ra một số hiểu lầm, sau đó được truyền tai đối phương, dẫn đến mối quan hệ đồng nghiệp tan vỡ và gây ra xung đột đáng kể. Trong năm 2021, nữ tuổi Tân Mùi phải nghiêm túc trong công việc, không được phép cầu thả, làm việc riêng, lo việc của người khác, tránh xung đột với đồng nghiệp. Hai năm phạm phải thái tuế liên tiếp
khiến sự nghiệp của tuổi Tân Mùi sẽ đi tuột dốc không phanh. Bản mệnh nên sửa đổi lại tính cách của mình, đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao. Hãy nhún nhường để phát triển. Ngoài ra, để có thể hóa giải thái tuế thì tuổi Tân Mùi hãy đeo thêm pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Tân Mùi. Về mặt tài lộc, đối với các bạn nam tuổi Mùi tự khởi nghiệp trong năm nay, không những không thu được lợi nhuận khủng mà thậm chí còn hết vốn, dẫn đến thua lỗ lớn. Ngay cả với những nhân viên văn phòng bình thường, mức lương cũng sẽ giảm ở một mức độ nhất định so với những năm trước. Những người đàn ông tuổi Mùi nên tìm cách mở rộng các nguồn thu nhập của bản thân và điều hành các công việc kinh doanh bên lề ở tư nhân. Ngoài ra, trong những năm thất sát, khả năng hao tài, tốn của vẫn là khá cao. Đi ra ngoài thường phải cẩn thận đồ đạc cá nhân, không nên tin vào những chuyện tốt đẹp trên trời, nếu không sẽ tự chuốc lấy phiền phức không đáng có. Tình hình tài lộc của nữ tuổi Tân Mùi cũng không mấy ổn định trong năm 2021, vì sai sót trong công việc có thể phải đền bù. Thu nhập cũng bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định, tiền thưởng cuối năm giảm đi đáng kể. Thêm vào đó, trong năm 2021, chi phí sinh hoạt của những cô gái tuổi Tân Mùi tiếp tục tăng cao. Người lớn tuổi trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đi khám bệnh, uống thuốc cũng tốn kém. Con cái đăng ký học lớp lại cũng là một khoản chi phí lớn. Một số cô gái tuổi Mùi có thể kiếm thêm một số công việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, vận trình cũng không được khả quan, không tìm được nguồn thu nhập phù hợp mà còn có thể bị lừa gạt, mất rất nhiều tiền. Công việc, đầu tư và kinh doanh không ổn định do phạm phải thái tuế, cộng thêm tiền tài hao hụt do dịch bệnh. Mọi thứ về tiền bạc đều dần đi xuống, thậm chí còn dần mất trắng, tán ra bại sản. Để có thể kích tài lộc và tăng may mắn thì tuổi Tân Mùi hãy mang theo bên mình Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ tăng phúc, cải mệnh và tăng cường vận khí cho bản mệnh. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Về mặt tình cảm, về phương diện tình cảm, nam tuổi Tân Mùi sẽ gặp nhiều rắc rối. Đối với những chàng trai độc thân, những người thân trong gia đình, nhất là cha mẹ của bạn, có thể ngày nào cũng bàn tán chuyện tìm bạn đời. Nếu không vội vàng thì phải nói rõ với cha mẹ, nếu không rất dễ gây ra mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. Còn đối với những bạn đã lập gia đình, do tài chính gia đình khó khăn nên cả nhà có thể rơi vào cảnh không có tiền tiêu, mâu thuẫn vợ chồng ngày một gia tăng. Cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề và thúc đẩy sự hòa hợp với nhau là tìm cách kiếm nhiều tiền hơn từ các nguồn thu nhập khác nhau. Những cô gái sinh năm Tân Mùi sẽ gặp nhiều thăng trầm hơn trong chuyện tình cảm. Nữ tuổi Mùi độc thân, sống nội tâm, không giỏi bày tỏ, dù sẽ gặp được chàng trai mình thích nhưng lại nhớ nhung vì không chủ động, nhìn cô gái kia cặp kè với những cô gái khác mà chán nản, tủi thân. Mối quan hệ giữa cô gái tuổi Mùi và chồng của cô ấy rõ ràng đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều trong năm nay. Hai người ít giao tiếp ở nhà, họ bận rộn với nhau, thiếu giao tiếp và chủ đề. Nếu bạn đã ở trong tình trạng này lâu dài thì rất có thể sẽ bị chia rẽ bởi người thứ ba. Nữ Tân Mùi nên nỗ lực hơn trong việc giải quyết vấn đề mối quan hệ trong năm 2021. Quan tâm đến người bạn đời của mình nhiều hơn và chủ động tỏ tình nếu gặp được chàng trai mình thích, kẻo để xảy ra điều đáng tiếc. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn, dù bạn là người độc thân hay là người đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, năm 2021, về mặt sức khỏe, nam tuổi Tân Mùi bị sao thất sát chiếu mệnh, sức đề kháng và khả năng miễn dịch sẽ trở nên rất kém. Nếu bị ngoại cảnh tác động, nhẹ sẽ sinh bệnh. Nếu cảm thấy thật sự không khỏe thì nên đến bệnh viện điều trị. Đồng thời, bạn phải cẩn thận với chế độ ăn uống, không nên ăn những thức ăn không rõ nguồn gốc,
xuất xứ, đặc biệt là thú rừng, thức ăn độc hại như nấm rừng, cá nóc, nếu không có thể gây ngộ độc. Bên cạnh đó, nam tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 dù rất bận rộn và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, giải trí nhưng vẫn nên thường xuyên vận động, tập thể dục. Đặc biệt, bạn cần lưu ý trong năm nay bạn sẽ thường xuyên gặp tai nạn và dễ bị tai nạn thương tích như tai nạn giao thông, vô tình bị người va quẹt. Khi đang ăn uống thì khả năng xảy ra những tai nạn là rất cao. Còn đối với sức khỏe của nữ mệnh, những cô gái phải giữ thái độ tốt, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống hàng ngày, cảnh giác cao độ nhưng đừng để áp lực tâm lý quá nặng, chỉ cần bảo vệ bản thân ở bên ngoài, không cần quá áp đặt bản thân. Đừng để bản thân gặp căng thẳng quá độ dẫn đến gặp các vấn đề trở ngại về tâm lý. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những họa hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong chương trình tiếp theo.